Quý vị đã đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, trên các app điện tử cũng như trên mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Phụ trách chương trình tin tức bản tin 10 giờ tối ngày hôm nay, xứ ngôn viên Trang Lương và Vũ Quang Vinh sẽ trân trọng kính chào. Vâng, và kính thưa quý vị, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy đến với phần điểm tin. Ukraine cảnh báo Nga đang mở thêm mặt trận mới. Ngoại trưởng Blinken, Mỹ phản đối nỗ lực thay đổi hiện trạng ở Đài Loan. Bà Nancy Pelosi thăm Nam Hàn, ủng hộ phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Bắn nhiều tên lửa vào vùng biển Đài Loan. Asian cảnh báo về nguy cơ toan tính sai về Đài Loan, bất mãn với Myanmar. Kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên chi tiết ngày hôm nay sẽ do xứ ngôn viên Vũ Quang Vinh trình bày. Xin mời quý vị hãy cùng đón xem. Ukraine cảnh báo Nga đang mở thêm mặt trận mới. Ukraine cho biết Nga đã bắt đầu thành lập lực lượng quân sự tấn công nhằm vào quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelensky là Kyiv. Trước đó họ đã bác bỏ đề xuất của cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder rằng Nga muốn có giải pháp đàm phán cho cuộc chiến và bắt phía Ukraine nói rằng bất kỳ đối thoại nào cũng phụ thuộc việc Nga ngưng bắn và rút quân. Trong khi đó, tờ South China Morning Post SCMP vào hôm 4 tháng 8 đưa tin Ukraine đang tìm kiếm cơ hội để nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình để nhờ ông Tập giúp chấm dứt chiến tranh. Đó là một đất nước rất mạnh, đó là nền kinh tế hùng mạnh, do đó họ có thể ảnh hưởng đến Nga về chính trị, kinh tế. Và Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Zelensky trả lời SCMP trong một cuộc phỏng vấn. Trên chiến trường, quân Nga đã dồn dập có các hoạt động quân sự bao gồm nã pháo từ xe tăng, pháo thông thường và pháo phản lực ở một số vùng của Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào hôm 4 tháng 8 cho biết. Trước đó, Ukraine cho biết Nga đã bắt đầu thiết lập một lực lượng tấn công theo hướng Kyiv và họ có thể đang chuẩn bị phát động các cuộc tấn công mới ở miền nam của Ukraine. Thành phố sản xuất thép Kyiv, nơi ông Zelensky lớn lên, nằm cách tiền tuyến phía nam khoảng 50 km. Ngoại trưởng Blinken, Mỹ đã phản đối nỗ lực thay đổi hiện trạng ở Đài Loan. Hoa Kỳ đã phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng Đài Loan, nhất là bằng vũ lực, và chính sách của Washington đối với Đài Loan không thay đổi. Ngoại trưởng Mỹ là Antony Blinken nói với những người đồng cấp Đông Nam Á hôm 4 tháng 8. Sự bất ổn định giữa hai bờ biển là bờ eo biển là vì lợi ích của toàn bộ khu vực. Ông tại một hội nghị ở Campuchia một ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ trong vòng 20 năm năm, gây ra phẫn nộ cho Trung Quốc vốn cho rằng hòn đảo tự trị này là lãnh thổ của họ. Chúng tôi và các nước trên thế giới tin rằng sự leo thang không có ích cho bất kỳ ai và có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn vốn không có lợi cho ai cả, bao gồm của các nước ASEAN và cả Trung Quốc. Ông Blinken nói. Ông còn nói thêm rằng đang ở Campuchia để tham dự một hội nghị về an ninh của hơn 27 nước vốn dự kiến sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng lương thực do cuộc chiến giữa Nga và Ukraine gây ra, sự ổn định ở eo biển Đài Loan và cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Tại hội nghị, ông Blinken và ASEAN đã cam kết nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược an toàn diện. Trước đó, thì ông đã gặp Ngoại trưởng Qatar để nói về những diễn biến ở Afghanistan, Iran và thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế của Sri Lanka với người đồng cấp Ấn Độ là Subramanyam Jaishankar. Sau đó, thì ông đã gặp tân Ngoại trưởng Sri Lanka là Ali Sabri và hứa là sẽ hỗ trợ cho đất nước đang chao đảo trong khủng hoảng kinh tế và chính trị mà ông nói là thách thức và cơ hội mới. Tổng thư ký NATO không thể để Nga thắng ở Ukraine. Cuộc chiến ở Ukraine là thời điểm nguy hiểm nhất đối với Âu Châu kể từ đệ nhị thế chiến và Nga không được phép giành chiến thắng. Tổng thư ký của NATO Jens Stoltenberg đã nói vào hôm 4 tháng 8. Để ngăn Moscow chiến thắng, NATO và các quốc gia thành viên có thể phải tiếp tục hỗ trợ vũ khí và có các trợ giúp khác cho Ukraine trong thời gian dài sắp tới, ông nói thêm.
lợi ích của chúng ta là không có chuyện kiểu hành xử hung hăng này lại thành công được. Cựu thủ tướng của Na Uy phát biểu tại quê nhà của ông. Những gì xảy ra ở Ukraine thật khủng khiếp, nhưng sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu xảy ra chiến tranh giữa Nga và NATO, ông nói. Mô tả điều mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt là cuộc tấn công vào trật tự thế giới hiện tại. Ông Stoltenberg nói liên minh quân sự này phải ngăn chiến tranh lan rộng. Đây là tình huống nguy hiểm nhất kể ở Âu Châu kể từ đệ nhị thế chiến. Nếu Tổng thống Vladimir Putin mảy may có ý nghĩ làm điều tương tự đối với một quốc gia thành viên NATO như ông ấy đã làm với Georgia, Moldova hay Ukraine, thì toàn bộ khối NATO sẽ vào cuộc ngay lập tức, ông Stoltenberg đã nói. Cuộc chiến giữa Ukraine đã khiến Phần Lan và Thụy Điển, những quốc gia vốn không liên kết xin gia nhập NATO và đề nghị gia nhập của họ đến nay đã được 23 trong số 30 quốc gia thành viên phê chuẩn. Bà Nancy Pelosi thăm Hàn Quốc và ủng hộ phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Chủ tịch Hạ viện Mỹ là Nancy Pelosi và người đương nhiệm Hàn Quốc hôm 4 tháng 8 đã tuyên bố ủng hộ các nỗ lực duy trì năng lượng răn đe mạnh mẽ đối với Triều Tiên và tiến tới phi hạt nhân hóa quốc gia này. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau khi bà Pelosi gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo tại Seoul, thì hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại về các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang tiến triển của Triều Tiên. Cả hai bên đều bày tỏ lo ngại về tình hình nguy cơ từ mối đe dọa ngày càng tăng của Triều Tiên. Tuyên bố cho biết, chúng tôi nhất trí ủng hộ những nỗ lực của chính phủ hai nước nhằm đạt được phi hạt nhân hóa và hòa bình thực tế thông qua hợp tác quốc tế và đối thoại ngoại giao dựa trên khả năng là răn đe mạnh mẽ mở rộng đối với Triều Tiên. Bà Pelosi cũng nói tại cuộc họp báo rằng bà và ông Kim đã thảo luận về các cách thức thúc đẩy hợp tác về các vấn đề an ninh khu vực và các vấn đề kinh tế và khí hậu. Bà Pelosi đã đến Hàn Quốc vào cuối ngày 3 tháng 8 sau khi ghé qua Đài Loan trong thời gian ngắn ngủi. Bà đã gặp các quan chức tại Sứ quán Mỹ tại Seoul hôm 4 tháng 8 trước cuộc hội đàm với ông Kim và các nhà lập pháp khác. ASEAN cảnh báo về nguy cơ toan tính sai về Đài Loan, bất mãn với Myanmar. Khối ASEAN vào hôm 4 tháng 8 đã cảnh báo về nguy cơ những biến động do căng thẳng ở eo biển Đài Loan có thể dẫn đến toan tính sai, đối đầu nghiêm trọng, xung đột có căn nguyên sâu xa và hậu quả khó lường giữa các cường quốc. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang họp ở Campuchia với sự tham gia của Ngoại trưởng 27 nước, nhưng sự kiện này bị lu mờ trước những diễn biến xung quanh Đài Loan sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. ASEAN sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc tạo điều kiện đối thoại hòa bình giữa tất cả các bên. Tổ chức này cho biết trong một tuyên bố, đồng thời kêu gọi kiềm chế tối đa. Các quốc gia Đông Nam Á thường thận trọng khi đưa ra lập trường để cân bằng quan hệ giữa họ với Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời khéo léo tránh chọc giận cả hai cường quốc này. Hoa Kỳ và truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, hai ngoại trưởng Vương Nghị và Antony Blinken không có kế hoạch gặp nhau ở Campuchia. Trước đó cũng trong ngày 4 tháng 8, ông Antony Blinken đã gặp gỡ các đối tác đến từ Ấn Độ, Qatar và nước chủ nhà Campuchia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cuộc gặp giữa ông Vương và người đồng cấp Nhật Bản tại Campuchia đã bị hủy bỏ và nêu lý do là Trung Quốc bất bình về tuyên bố của G7, kêu gọi Trung Quốc giải quyết căng thẳng về Đài Loan một cách hòa bình. Kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Vũ Quang Vinh và Trang Lương sẽ quay trở lại với quý vị với những tin tức vừa được cập nhật như Trung Quốc khuyến cáo các hãng bay Việt Nam tránh eo biển Đài Loan, Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam đổi mới giáo dục đại học và Trung Quốc bắn nhiều tên lửa vào vùng biển Đài Loan. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem. Vinh và Trang Lương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Phần tin tức tiếp theo, Trung Quốc bắn nhiều tên lửa vào vùng biển Đài Loan. Trung Quốc hôm 4 tháng 8 đã bắn rất nhiều tên lửa xung quanh Đài Loan khi họ khởi động các cuộc tập trận quân sự chưa từng có, một ngày sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo tự trị này mà Bắc Kinh xem là lãnh thổ của họ. Không lâu sau thời gian dự kiến bắt đầu vào lúc 4 giờ GMT, tức là 11 giờ Hà Nội, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV loan báo là tập trận đã bắt đầu và sẽ kết thúc vào lúc 4 giờ GMT ngày 7 tháng 8.
Đài này cho biết là các cuộc tập trận này lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan sẽ bao gồm bắn đạn thật ở vùng biển và trong không phận xung quanh Đài Loan. Bộ Tư lệnh Mặt trận miền Đông Trung Quốc cho biết là họ đã hoàn thành nhiều đợt bắn tên lửa quy ước vào vùng biển phía đông của Đài Loan nằm trong kế hoạch tập trận. Lần cuối cùng mà Trung Quốc bắn tên lửa vào vùng biển xung quanh Đài Loan là vào năm 1996. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết một số tên lửa Đông Phương đã được bắn vào vùng biển Đông Bắc và Tây Nam của hòn đảo này. Đài Loan dự báo chiến tranh tâm lý sẽ gia tăng sau chuyến thăm của bà Nancy Pelosi. Đài Loan vào hôm thứ Tư ngày 3 tháng 8 đã cam kết tăng cường an ninh, chống lại những gián đoạn có thể xảy ra bởi các lực lượng nước ngoài, bao gồm các cuộc tấn công mạng giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng sau chuyến thăm hòn đảo tự trị của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Trung Quốc đã thể hiện sự phẫn nộ trước chuyến thăm cấp cao nhất của Hoa Kỳ trong 25 năm tới hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc về mình bằng một loạt hoạt động quân sự ở các vùng biển xung quanh, triệu tập đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh và ngừng nhập khẩu một số nông sản từ Đài Loan. Bà Nancy Pelosi đã đến Đài Loan vào ngày 2 tháng 8 và rời đi vào ngày 3 tháng 8 sau khi cam kết đoàn kết với hòn đảo và ca ngợi nền dân chủ tại đây. Phát ngôn viên nội các Đài Loan Lo Ping-chen đã nói trong một cuộc họp báo với giới truyền thông rằng nhà chức trách đã tăng cường an ninh tại các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các nhà máy điện và sân bay, đồng thời tăng cường mức độ cảnh báo về an ninh mạng trong các văn phòng chính phủ. Bộ Ngoại trưởng Ngoại giao Việt Nam thăm Campuchia. Bộ Ngoại trưởng Ngoại giao Việt Nam là Bùi Thanh Sơn đã tới Campuchia để tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN đối với đối tác. Theo như Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì ông Sơn tới Campuchia theo như lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhon. Tin cho hay là Bộ trưởng Sơn sẽ tham dự các hội nghị cũng như gặp các đối tác từ ngày 2 tới ngày 6 tháng 8. Trong một diễn biến khác liên quan thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Ned Price hôm 29 tháng 7 nói rằng Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tới thủ đô Phnom Penh của Campuchia từ ngày 3 tới 5 tháng 8 để tham dự các cuộc họp với các quan chức ASEAN. Theo như ông Price thì Ngoại trưởng Blinken sẽ nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và thực hiện thành công triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thêm nữa thì phát ngôn viên này cho biết rằng quan chức ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cũng sẽ đề cập đến đại dịch COVID-19, hợp tác kinh tế, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, cuộc khủng hoảng ở Myanmar và cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Ngoài các cuộc gặp song phương với quan chức nước chủ nhà, tin cho hay, ông Blinken sẽ gặp và trao đổi với các cựu thành viên của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á. Trung Quốc khuyến cáo các hãng bay Việt Nam tránh eo biển Đài Loan. Các hãng hàng không của Việt Nam được khuyến cáo điều chỉnh đường bay để tránh khu vực gần eo biển Đài Loan, nơi Trung Quốc chuẩn bị tập trận bắn đạn thật nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ tới Đài Loan mà Bắc Kinh phản đối. Theo Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho biết tối ngày 2 tháng 8, khi bà Nancy Pelosi đang tới thăm hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền của họ, quân đội Trung Quốc được đặt trong tình trạng báo động cao và sẽ khởi động các hoạt động quân sự có mục tiêu. Cục Hàng không Việt Nam cho biết cơ quan này đã nhận được khuyến nghị từ nhà chức trách Trung Quốc rằng phải tránh bay gần các khu vực đánh dấu gần đảo Đài Loan bắt đầu từ trưa ngày 4 tháng 8 kéo dài tới 5 tháng 8, theo truyền thông trong nước đưa tin. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam được báo giới trong nước trích lời cho biết vào hôm 3 tháng 8 rằng Cục đã thông báo tới các hãng bay Việt Nam và khuyến cáo họ điều chỉnh đường bay để tránh khu vực gần đảo Đài Loan. Ông Thắng cho biết, việc Trung Quốc tập trận gần Đài Loan ảnh hưởng tới các đường bay từ Việt Nam đi Hoa Kỳ do Vietnam Airlines khai thác thường lệ và các đường bay khác từ Việt Nam đến Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam đổi mới giáo dục Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ là USAID hôm 1 tháng 8 đã khởi động một dự án hợp tác kéo dài 5 năm với 3 trường đại học hàng đầu của Việt Nam với ngân sách là 14,2 triệu đô la. Đại sứ quán Việt ở Mỹ cho biết là dự án mang tên Hợp tác đổi mới giáo dục đại học, vốn được Phó Tổng thống Hoa Kỳ là Kamala Harris công bố tháng 8 năm 2021, sẽ hợp tác với các trường đại học, các cơ quan nhà nước và các đối tác doanh nghiệp để đổi mới giáo dục đại học tại Việt Nam. Cơ quan ngoại giao này nói rằng Đại học Indiana, đối tác bên phía Hoa Kỳ, sẽ hợp tác với 3 trường đại học lớn nhất của Việt Nam là Đại học Quốc gia thành phố Sài Gòn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Đà Nẵng nhằm cải thiện chất lượng giáo dục, tăng cường năng lực quản trị tại các trường đại học này và giúp các trường trở thành các hình mẫu của nền giáo dục đại học hiện đại tại Việt Nam. Tin cho hay thì dự án hợp tác sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội thông qua việc mang lại lợi ích cho các sinh viên Việt Nam và trang bị cho họ những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang ngày càng cạnh tranh. Đại sứ quán Mỹ dẫn lời của Đại sứ Mark Knapper,
phát biểu tại đại sự kiện khởi động dự án rằng Hoa Kỳ cam kết là đối tác trong việc hỗ trợ sự thành công và bền vững lâu dài của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Và thông qua dự án hợp tác này, chúng ta sẽ chung tay cải thiện chất lượng và khả năng đáp ứng thị trường của hệ thống giáo dục đại học nhằm thúc đẩy tăng trưởng lâu dài. Theo như phía Hoa Kỳ thì dự án sẽ hỗ trợ để các đại học đối tác đạt được 3 mục tiêu gồm có tăng cường bền vững tài chính và tự chủ, cải thiện chất lượng giáo dục và nâng cao năng lực, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Công nghệ mới mở ra hy vọng cứu sống một người vừa qua đời. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng sự phân hủy của các mô sau khi chết có thể đình chỉ và các chức năng của tế bào được phục hồi dựa trên các thí nghiệm ban đầu ở lợn mà chung cuộc có thể giúp tăng số lượng nội tạng con người có thể cấy ghép. 60 phút sau khi ngừng tim các con vật được gây mê, các nhà nghiên cứu của Yale đã có thể khởi động lại tuần hoàn bằng cách sử dụng một máy chuyên dụng và chất lỏng tổng hợp mang oxy và các thành phần khác giúp tăng cường sức khỏe tế bào và ngăn chặn tình trạng viêm nhiễm. 6 giờ sau, việc điều trị với cái gọi là công nghệ OrganX đã làm giảm hoặc sửa chữa một số tổn thương chẳng hạn như sưng nội tạng và xẹp mạch máu, thường là do thiếu oxy khi ngừng tim làm ngừng dòng máu. Kết quả cho thấy khi tim ngừng đập, cơ thể không chết như những gì chúng ta nghĩ trước đây. Ông Zonimir Valecha của Đại học Yale đã nói tại một cuộc họp báo, chúng tôi đã có thể chứng minh rằng chúng tôi có thể thuyết phục các tế bào chớ có chết. Các phân tích di truyền của tế bào cho thấy tiến trình sửa chữa của mô và tế bào bắt đầu một khi hệ tuần hoàn được phục hồi. Các nhà nghiên cứu trình bày trên tạp chí Nature vào hôm 3 tháng 8. So với các phương tiện truyền thông để khôi phục tuần hoàn, oxy hóa màng ngoài cơ thể ECMO, OrganX bảo tồn tính toàn vẹn của mô, giảm tế bào chết và khôi phục các quá trình của các phân tử và tế bào được lựa chọn trên khắp các nội tạng quan trọng, các nhà nghiên cứu đã viết. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV buổi tối ngày hôm nay do sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh và Trang Lương thực hiện. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới các nhà bảo trợ của chương trình như là B&T Insurance. B&T Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. B&T Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. B&T Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. B&T Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California. Số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ 2 tại Gavi Avenue, Rosemead, California. Số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California. Số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho B&T Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Và chúng tôi xin mời quý vị Phật tử gần xa cùng đến tham dự đại lễ Vu Lan Thắng Hội được tổ chức tại Chùa Điều Ngự vào ngày thứ Bảy, 6 tháng 8 năm 2022 vào lúc 10 giờ sáng. Trang Lương và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào và xin kính chúc quý vị và gia đình một buổi tối vô lượng an lạc.